Pháp hành thì chúng ta thực hành là từ niệm xứ.
bạo hành. Và bây giờ chúng ta xét xét kỹ. Pháp học ta có 3 câu. Pháp hành có 1 câu. Và học hành có 1 câu. Tổng cộng là 5 câu. 3 câu của pháp học là gì? Câu thứ nhất là thật không xứng đáng để thiên vị tất cả pháp. Là câu thứ nhất. Câu thứ hai, sau khi nghe thật không xứng đáng để thiên vị tất cả pháp, vì ấy biết rộng tất cả pháp. Và câu thứ ba là sau khi biết rộng tất cả pháp, vì ấy biết rốt ráo tất cả pháp. Đó là 3 câu của pháp học. Pháp hành như chỉ một câu, do biệt thủ ra tất cả pháp, vì ấy sầu soạn thành chất vô thường, sầu soạn thành chất lý khăn, sầu soạn thành chất đoàn nhiệm, sầu soạn thành chất xả lý, nơi cả có. Pháp hành chỉ một câu như vậy. Và pháp hành là một câu cuối, do sầu soạn thành vô thường, sầu soạn thành lý khăn, sầu soạn thành đoàn nhiệm, xả lý với các cỏ đó, nên không chấp được bất kỳ một cái gì ở trên đời. Do không chấp được đến không phiền nào, do không phiền nào vì chính đạt nhật bản. Thế đó chính là pháp thành. Và quý vị thấy như này, 45 năm thiền pháp. Và bây giờ trong phần giảng của quý vị là ghi lại thành 5 cái bộ kinh Nikaya, bao gồm trường bộ, trung bộ, tương ương bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ. 5 cái bộ kinh dài cột, rất là dài. Một bộ kinh cũng đã hàng nghìn trang. Mà bây giờ chỉ tóm tắt lại 5 câu thôi. Thì quý vị nghĩ rằng ta là một điều rất là ý hiểu, rất là khó được. Cái người bình thường với cái trí tuệ, cái hiểu biết bình thường không thể nào làm được. Tóm tắt toàn bộ giáo pháp có 5 câu thì là một điều rất khó khăn, rất là hiểm khó. Và bây giờ quý vị thấy rằng giáo pháp được tóm tắt trong 5 câu. Vậy làm sao mình hiểu được năm câu đó? Dĩ nhiên phải là một người bình thường mà có thể dễ dàng hiểu được năm câu đó. Toàn bộ giáo pháp mà tóm gọn lại năm câu thì rất là khó khăn. Bây giờ thì vì hiểu biết cũng kỹ năm câu này. Người học và nếu như là nhớ được học thuộc trong năm câu này, rồi suy niệm đến năm câu này, thấy được cái tính chất của toàn bộ pháp học, pháp hành và pháp thành, là một người có trí, một người là có khả năng thấu suốt, có khả năng văn tuệ, không những là văn tuệ mà phải có tứ tuệ, có phải có tứ tuệ mới có thể nói là thấu suốt được. Này, chúng ta bây giờ đến từ pháp học có 3 câu. Thật không sự trả được thiết bị tất cả pháp. Câu này được hiểu như thế nào đấy? Thật không sự trả nếu thiên vị tất cả pháp. Trong cái câu này có cái chữ thiên vị mà cần phải chuẩn bị cho bạn. Thế nào là thiên vị? Thiên vị có nghĩa là yêu thích pháp này, chán ghét pháp kia, thì đó là thiên vị. Và thiên vị nó xảy ra ở đâu? Ở trong cái đồ định tâm mà ta đã đồ định tâm của cái pháp môn. Và như vậy quý vị thấy rằng là cái đồ định tâm mà ta đã này, xúc thọ tưởng tà niệm tà tư duy tà thức kiến, vì đưa đến tham sân si, đưa đến cái thái độ thích hoặc là ghét, thì đấy gọi là thiên vị. Thật không xứng đáng nếu thiên vị tất cả pháp. Cái câu đó là để chỉ cho cái lộ trình của ta đã
hiểu rõ rằng một người học Phật học, một người học về giáo lý, lắng nghe lời giảng thì biết rằng là đang mô tả lộ trình xuất thọ tưởng tà niệm tà tư duy tà ý kiến và đưa đến tham sân si. Tham là thích, sân là ghét, ở đây là thiên vị là như vậy. Rồi câu tiếp theo là sau khi nghe thật không sinh ra để thiên vị tất cả pháp, vì ấy học tập để biết rõ tất cả pháp. Vì học tập trong cái không nói đến chuyện học tập, vì ấy biết rõ tất cả pháp, nhưng mà chúng ta hiểu là vì ấy phải học tập, phải nghe nhạc, phải có văn về để mà biết rõ tất cả pháp. Thì tất cả pháp là do căn trần tiếp xúc và phát sinh ra. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh ra sáu thọ, phát sinh ra sáu tưởng, và nếu tha niệm mới đến thì phát sinh ra lộ trình tâm tạng ta đạo. Trên cái lộ trình tâm này có vô minh, có tham sân si, có nhiễm mắc đàn ngộ, có sầu bi khổ khổ nạn. Và cùng sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh sáu cảm giác, phát sinh sáu hiện trực tiếp, và nếu như là có trải nghiệm thì toàn bộ bản chỉ đạo phải trở nên. Trên bản chỉ đạo này không có vô minh, không có tham sân si, không có sầu bi khổ nạn, thì là có tâm giải thoát, tùy giải thoát. Cụ thể là có không giải thoát, có vô tưởng giải thoát, có vô tạng giải thoát, tất cả pháp. Ở đây chỉ là nắm vật đối với cái lô trình tâm tạng ta đà, tất cả pháp này cũng là nắm vật. Đối với lô trình bản chánh đà này, tất cả pháp cũng là nắm vật. Cho nên cái câu sau khi nghe thật không sự trả, nếu thiên vị tất cả pháp, vì ấy biết rõ tất cả pháp. Và sau khi biết rõ tất cả pháp, vì ấy biết rốt ráo tất cả pháp. Biết rốt ráo nó biết đúng với sự thật, đúng như thật, hay là điều gì? Có nghĩa là vì ấy biết rõ cái lộ trình tâm bản ta đạo này. Tất cả các pháp này, hoặc là đến cái lộ trình tâm bản chỉ đạo này, tất cả các pháp này là do duyên mà quyết định. Do duyên, duyên gì duyên xúc, tất cả các pháp phát sinh do duyên khởi. Duyên khởi cụ thể là phải nhiều nhất, tối thiểu là hai nhất tiếp xúc với nhau cùng diệt thì nó mới phát sinh quả. Cho nên quả đó là vô thường, quả là vô ngã. Các pháp duyên khởi bao gồm danh pháp và sắc pháp đều vô thường, đều vô ngã. Biết rốt ráo tất cả pháp thì biết rõ rằng là cái bản ta đạo này có vô minh, có tham sân si, có sầu bi khổ nạn. Cũng có nghĩa là biết rõ ràng cái nhiệt độ tình tâm bản ta đạo này có khổ đế và tập đế, có khổ đế và tập đế. Khổ đế là chân lý, là sự thật của khổ. Tập đế là chân lý, là sự thật về nguyên nhân của khổ. Trên cái bản chánh đạo này không có vô minh, không có tham sân si, không có sầu bi khổ nạn, có không giải thoát, vô tưởng giải thoát, vô tạng giải thoát, hay là có tâm giải thoát, tùy giải thoát. Và biết rõ rằng là đến cái lộ trình tâm bản chánh đạo này có đạo lý và diệt lý. Đạo lý là cái chân lý, là sự thật về con đường đưa đến chấm dứt khổ. Diệt lý là cái sự thật, là cái chân lý về sự chấm dứt khổ. Thì như vậy cái câu thứ ba, sau khi biết rõ các pháp vì ấy hiện rốt ráo tất cả pháp là như vậy. Vì những ba câu này
thì lúc đó cả ba cái này bao gồm toàn bộ hoạt động hiện tại của nó được tiếp thu một cách đầy đủ, được thấy một cách rõ ràng, minh bạch, đó gọi là pháp tuệ. Cái câu pháp hai nhá là gì? Câu thứ tư, do biến đổi ra tất cả pháp, cho nên bất kỳ một cái cảm thọ nào nổi lên, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, vì sống hoàn cảnh vô thường, sống hoàn cảnh ly tham, sống hoàn cảnh đoàn diệt, sống hoàn cảnh xả ly nơi cảm thọ. Quý vị nhớ rõ rằng là ở đây bất kỳ một cái cảm thọ nào khởi lên, có dù là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, thì nếu như là có trải nghiệm khởi lên thì bạn chẳng đạo phải có lên. Cái trải nghiệm này là gì? Là trải nghiệm, đó là nhớ đến quán thân lên thân. Cái trải nghiệm thứ hai là nhớ đến quán thọ lên thọ. Cái trải nghiệm thứ ba là nhớ đến quán thân lên thân. Cái trải nghiệm thứ tư là nhớ đến quán thọ lên thọ. Khi mà chúng ta gặp bất kỳ một điều tình tâm nào có thể xuất thọ được, tức là bất kỳ một cảm giác nào có thể, thì nếu như là trải nghiệm nó khởi lên thì toàn bộ quá trình đạo sẽ khởi lên. Và ở đây cái kinh nghiệm của chúng ta là sống hoàn cảnh chất vô thường, sống hoàn cảnh chất ly tham, sống hoàn cảnh chất đoàn diệt, sống hoàn cảnh chất xả ly nơi cái cảm thọ đó. Và quý vị thấy rõ ràng trong cái bài kinh này nói là quan sát cảm thọ, quan sát các cái tính chất khác nhau của cảm thọ, của cảm thọ, cái tính chất vô thường, cái tính chất ly tham, cái tính chất đoàn diệt, cái tính chất xả ly nơi mỗi một cảm thọ. Kinh nhắc lại là bất kỳ cảm thọ nào thì đều phải là quan sát. Điều này để quý vị thấy rõ rằng là khi mà một người thực hành bát chánh đạo, thực hành pháp và đức thế tôn theo đạo thiên giác để đưa đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì phải là chủ tâm quan sát tất cả mọi cảm thọ, chứ không phải là chỉ có cái cảm giác thường vô thường ra hay là cảm giác không không xem đấy. Bộ cái kinh chỉ rõ rất là rõ ràng, quý vị phải hiểu được đó. Cho nên bây giờ cái sự thực hành đa phần là chỉ bộ tâm tới nội bộ để quan sát tới tận chỗ tới tận ra, hoặc là quan sát cái sự công việc. Cái điều này nó trái với lời dạy của thầy tốt. Trong cái bài cũng hiểu những bài tập hải này, nếu là chúng ta do biến đổi cáo tất cả pháp, cho nên bất kỳ một cái cảm thọ nào có đến, vì nhiều cái chuyện bất kỳ nhắc đến nhắc lại là bất kỳ một cảm thọ nào có đến, cảm thọ hơi thở vô, hơi thở ra, cảm nhận cảm thọ đau nhức, hay là cảm thọ là chuyển động của thân, hay là cảm thọ âm thanh, hay là cảm thọ hình ảnh, sáu thứ loại cảm thọ, sáu căn tiếp xúc với sáu sân phản xuất sáu loại cảm thọ. Trong mỗi một loại cảm thọ đó thì lại có vô số là cảm thọ khác nhau. Kinh dùng cái chữ cảm thọ, nhưng mà nếu như tiếng Việt hiện nay là dùng cái từ là cảm giác thì nó chính xác hơn, nó dễ hiểu hơn, nó gần gũi, đa phần hiểu hơn. Vì vậy nên là không phải Đức Phật trong cái bản kinh này nói rõ, không phải là một tâm quan sát một cảm thọ, mà là chúng tâm quan sát tất cả mọi cảm thọ. Cho dù là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, cho dù là loài cảm thọ nào hay là tính chất của cảm thọ như thế nào thì cũng quan sát tất cả các cảm thọ. Cái điều này là cực kỳ quan trọng, bởi vì thấy rằng là khi mà quý vị thực hành quán thân với thân thì quý vị quan sát tất cả loài cảm giác phát xuất với thân, chứ không phải là chỉ quan sát
một cái cảm giác nào cả, không phải là chỉ quan sát cảm giác thở vô, cảm giác thở ra. Khi mà quý vị hòa thiền với quán tâm nơi thân, lúc đó quý vị quan sát cảm giác thở vô, rồi cảm giác thở ra, rồi cảm giác đau nơi chân, rồi cảm giác rung lắc của thân, vân vân, những cái cảm giác khi xuất hiện trên thân, thì là quý vị đều quan sát cả. Quý vị đã hai như vậy. Rồi chẳng hạn như là khi mà quý vị quan cảm họ, thì quý vị mở bốn sáu sắc thì chút là sáu chân nó phát sinh ra sáu loại cảm thọ đó, và quý vị quan sát cảm thọ là các cái cảm giác hình ảnh, các cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm, cảm giác pháp thân. Quý vị quan sát từ cái cảm giác này sang cảm giác khác, không là bỏ sót cái cảm giác nào cả. Cái sự thành công, cái chạy đình là chúng ta liên tục từ cảm giác này sang cảm giác khác, không kể cái loại cảm giác đó là cái gì, cũng không kể cái cảm giác đó là lạc thọ của họ hay là không có lạc thọ, cho nên cái kính là diễn tả rất là tốt như vậy. Và lại vì nằm trong cái kính tự niệm xứ, hay là cái niệm với tưởng tố với tưởng đá, hay là cái thân hành niệm, thì Đức Phật không bao giờ là hướng dẫn cho quý vị đặt tâm nơi tưởng tố, nơi điểm xúc chạm, không có câu đó. Và quý vị nếu như quý vị đọc kinh điển, quý vị thấy rằng là trong tăng chi kinh có một cái bản kinh đó thì theo anh ha thì trình bày cái tốt là bạch cái tốt con nó thực hành niệm với thần cố với thần đại, thì Đức Phật bảo là ông niệm với thần cố với thần đại như thế nào, thì a la hán là bạch cái tốt chánh niệm con thần tốt chánh niệm con thần đại, như vậy là con đang thực hành niệm với thần cố với thần đại. Đức Phật nói như thế này, đó cũng là niệm với thần cố với thần đại, nhưng mà không phải như vậy. Thì ngài là tám giải như vậy, sáu sáu hai như vậy, thở vô dài, thở vô dài, thở ra dài, thở ra dài, thở vô nặng, thở vô nặng, thở ra nặng, thở ra nặng, tức là ngài dạy cái cách thức chủ tâm để biết rõ cái cảm giác thở vô thở ra. Tiếp đến ngài dạy cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì động, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì động, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì động, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì động, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô vì động, cảm giác lạc thọ khổ thọ tôi sẽ thở vô vì động, rồi là gì, rồi là quán vô thường tôi sẽ thở vô vì động, quán vô thường tôi sẽ thở ra vì động, quán lý tham tôi sẽ thở vô vì động, quán lý tham tôi sẽ thở ra vì động, quán buông xả tôi sẽ thở vô vì động, quán buông xả sẽ thở ra vì tâm. Ở đây cái chữ tâm không phải là tâm thở, mà ở đây tâm thực tâm cái gì, thực tâm chủ tâm quan sát, mà chủ tâm quan sát không phải là chỉ có hơi thở vô hơi thở vô hơi thở ra, mà chủ tâm quan sát tất cả những gì nó đang xảy ra, nó đang xen với hơi thở vô hơi thở ra, chứ không phải là chỉ một mình hơi thở vô hơi thở ra. Cho nên là quý vị đọc cái bài kinh vậy, liên hệ với cái bài kinh về cái đoạn tận thái này, để quý vị biết rằng là không phải là chỉ một cảm thọ, mà phải bất kỳ một cảm thọ nào quý vị cũng thực hành chủ tâm quan sát. Và ở đây là đồ hình tâm này số thọ tưởng cái niệm này, để nói rằng là cái đồ hình tâm này là phải chuyển qua đây, khởi lên cái đồ hình tâm và chỉnh đạo này, thì bất kỳ một cái cảm giác nào cũng có trải nghiệm trở nên, cũng có chủ tâm quan sát. Và ở đây thì thấy trong cái bản kinh này chỉ đề cập đến bốn cái trải nghiệm thôi, mà cụ thể ở đây là cảm tâm của mình.
rồi các bạn này, bố thường ảnh là đấy là ảnh chất nói tắt sống hoàn ảnh chất bố thường, sống hoàn ảnh chất lý thăng, sống hoàn ảnh chất đoàn diệt, sống hoàn ảnh chất xả thế nơi cả cầu. Thì ở đây là quán vô thường, quán đoàn diệt, quán xả đi là quán tâm, còn quán lý tham thì là quán tâm. Và bởi vì cái như thế này, khi mà bởi vì quán hà tâm, thế những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, các cái đối tượng đó nó tạo ra. Và cái trải nghiệm khi mà quý vị quán những cái gì được thấy, được nghe, được cảm nhận là tâm, thì thực chất đó, là quý vị đang quán bản thân, đang quán sát cho cả cõi họ. Dĩ nhiên là tôi xin nhắc lại là khi mà quý vị quán thân quán họ là quý vị chính là quý vị quán sát cho cả cõi với cái việc tâm niệm hay là cái việc tỉnh giác hay là cái việc thẳng trị quán thân quán thọ vô chính là quán thọ quán sát cho cả cõi. Khi mà quý vị quán tâm quán hạ tâm thì cũng chính là cái trải nghiệm của quý vị khởi lên cả cái đối tượng đó cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm, cảm giác cảm thân, đó là tâm chứ không phải là cảnh. Thì đó cũng là quán cảm thọ, nếu mà quán cảm thọ theo tính chất cảm đó là tâm. Rồi khi mà quý vị quán vô thường thì quý vị cũng đưa đến cái trải nghiệm là những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, nhưng cái đó là cảm thọ và các cảm thọ đó vô thường. Vì việc quán vô thường là để thấy cái cảm thọ có tính chất là vô thường. Rồi khi mà quý vị quán là lý thân thì cũng quý vị cũng thấy rõ không có tham, không có sân, không có si đối với các cảm thọ, tức là cũng quán sát các cảm thọ và đưa đến cái hiểu biết tức là không có tham, không có sân, không có si đối với cảm thọ. Khi mà quý vị quán đoàn diệt, thực chất đoàn diệt thế là đoàn diệt gì? Đoàn diệt năm của mình, đoàn diệt cái sự cái tàn niệm chấp thành của người ta là chủ nhân của nó. Thực chất đó là quán vô trụ, quán vô ngã mà quý vị đang thực hành ngày hôm nay. Khi mà quý vị quán vô trụ hay là quán đoàn diệt như vậy thì thực chất của nó là quán sát cái cảm thọ đó là vô trụ, quán sát cái cảm thọ đó là không có cái gì là chủ nhân của nó cả, cũng đồng nghĩa với là vô ngã. Vậy ngày mai quý vị thực hành quán sát gì thì cũng là đối với cảm thọ xả đi, có nghĩa là không có thích, không có ghét, không có nhìn mắt, không có ràng buộc, không có phiền não đối với cái cảm thọ. Cho nên là quý vị thấy là những cái gì mà quý vị đang thực hành đấy là thực hành những cái cảm thọ. Cái kính này nó tắt là quán thành chất vô thường, quán thành lý tham, quán thành đoàn diệt, quán thành xả đi đến cảm thọ. Thực chất là ở đây là quán tâm quán pháp. Nhưng mà quý vị thực hành quý vị đã thấy rõ rồi, khi mà quý vị thực hành quán tâm quán pháp thì trong đó là quán thân quán thọ rồi. Khi trong cái đầu tiên quý vị thực hành, khi bất kỳ một cái cảm giác nào khởi lên phải là thấy rõ, nghe rõ, cảm nhận rõ cái cảm giác đó, rồi chạy đi kiện nó mới khởi lên là la tâm vô thường, vô trụ hay là vô sản. Thì rõ ràng khi mà quý vị thấy rõ, nghe rõ, cảm nhận rõ, đó là cái biến tình cảm, đó là phải là quán thân quán thọ nó khởi lên cái biến tình cảm đó.
và sau đó là tiếp đến là cái trải nghiệm đối tượng này là vô thường là tâm đối tượng này là đối tượng này vô thường đối tượng này vô chủ đối tượng này là xả lý được khởi đến thì như vậy là quý vị thấy rằng khi mà quý vị thực hành cái kính này nó tóm tắt cho nên là nó quan tâm quan pháp thôi nhưng thực chất trong đó đã có quan tâm quan pháp và quý vị thấy rõ đấy cái sự thực hành mà cái bản kính này nói đó đó là tự nhiên sự cái pháp hành ở đây là tự nhiên sự đó là cái pháp hành và pháp hành là gì do vì ấy sống hoàn cảnh vô thường hoàn cảnh lý than hoàn cảnh đoàn diệt hoàn cảnh xả đi nơi các thọ đó nên không chấp được bất kỳ một cái gì ở trên đời do không chấp được nên không phiền não vì ấy chứng đạt nhập bạn đây là pháp hành thế như vậy quý vị thấy rõ ràng cái lời dạy tóm tắt của Đức Thế Tôn về hai cần nhập bạn bao gồm pháp học hành và pháp hành được gói gọn trong năm câu như vậy nó đầy đủ nó không có thiếu mà nó tròn vẹn đây là một cách học tập quý vị thấy rằng ở đây nhấn mạnh một điều là tất cả các sự thực hành là sự thực hành của người ta đó và quý vị phải thấy rằng là thấy cho được cảm thọ là có sáu cảm thọ hay là sáu cảm giác do sáu cảm tiếp xúc với sáu sân phẩm sinh ra trong cái cảnh này thì kinh nghiệm rất là rõ nhưng mà có cái là không truyền thụ lại được có thể là do truyền thụ từ lâu cho nên không nói rõ được sáu loại cảm giác này sáu loại cảm thọ hay là sáu loại cảm giác bao nhiêu cảm bao gồm cảm giác kinh này cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm và cảm giác hạ tầng. Ở trong cái như thường tôi nhắc đến là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đó là tính chất của lạc thọ. Chúng ta phải biết là có thể thấy cảm thọ, có thể biến với cảm thọ. Các thể gọi là có sáu số. Mà biến sắc điểm nhất là có ba dễ chịu khó chịu hay cái tính hay là những thứ là Phật học gọi là lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ bởi vì thấy rằng là đối với cái bản kinh này so sánh với cái bản kinh là phạm bảo để quý vị thấy rằng là cái sự tu tập toàn bộ là sự tu tập đối với thọ quý vị thấy rằng là trong cái bản kinh phạm bảo lúc đầu là đức phật kể ra đức phật thành tựu tiểu giới thành tựu trung giới, thành tựu đại giới, nghĩa là ngài có giới luật cách đầy đủ, trong sạch, tròn đẹp, không có ai có thể có giới luật tròn đẹp, trong sạch như ngài. Nhưng mà sau khi nêu cái sự thực hành, cái sự có mặt đầy đủ, tiểu giới, trung giới là đại giới thế giới như lai, thì Đức Phật thì nói như thế này. Nếu như là có một người nào tán thán Như Lai về tiểu giới, về trung giới, về đại giới như vậy thì Đức Phật nói rằng là đó là những điều nhỏ nhặt không quan trọng chỉ thuộc giới luật mà cái hoàn cũng tán thán Như Lai Như Lai không có kể bởi vì hãy cái kể nó phân đầu của bản kính là nếu như những cái này Đức Phật nêu lên tiểu giới, trung giới, đại giới rồi, và Đức Phật nêu
như ai cũng có kẻ. Điều này cũng ngụ ý là kẻ phàm phu ở ngoài chỉ thấy cái vẻ bên ngoài thôi. Thậm chí là có những kẻ bên ngoài, có những kẻ bên trong nội tâm đầy cảm mật, nhưng mà họ vẫn chưa cho mình ở bên ngoài được mắt thế nào cái bộ mặt rất là trong sạch, rất là cao cả, giới luật rất là đầy đủ. Thì kẻ phàm phu chỉ biết cái vẻ mặt vẻ ngoài thôi, cá tưởng vẻ ngoài thôi. Cho nên Đức Phật là đó là những điều nhỏ nhặt không quan trọng chỉ cho giới luật mà kẻ phàm phu cả như này. Và điều này vì vậy là Đức Phật là cái đánh giá cao nhất. Ngài cũng đánh giá cao nhất rồi. Bởi vì hai cái năm đầu Ngài cũng chỉ ra chữ năm. Nhưng mà những cái cảnh phạm của sau này thì là chấp thủ của người dân, cá thủ của người dân, chỉ có người dân thôi. Đức Phật ở đó là cảnh phạm. Bởi vì đó là những điều nhỏ nhặt, không quan trọng, chỉ thuộc người dân. Và quý vị phải thấy như thế này, đối với những cái bậc trí, những người cá thủ, thực hành giới luật cho tròn vẹn, cho đầy đủ, đó điều rất là dễ dàng, nó chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Chỉ biết không phải nói là chế bai giới luật, nói rằng là nó chẳng ra gì. Quý vị phải hiểu như thế này, những cái điều nhỏ nhặt không quan trọng như vậy, nếu như là không thực hành được thì còn là cái gì? Cho nên nó trở nên vĩ đại cái quan trọng là đối với kẻ phàm phu. Còn đối với những tôn trí, những người cao thượng thì bản thân họ là đã không thành. Cho nên họ đề cao cái đó, họ cảm thấy quan trọng là những cái đó, bởi vì nội tâm họ là trong sạch thôi. Họ không vấp phạm những cái nội tâm đó, cho nên họ cao thượng. Và quý vị biết như thế này, khi mà một người thực hành bản thân đạo, cái lồ nhìn tâm tâm đến, nếu như là tâm lúc này đòi đẹp, quán thân, quán thọ, quán tâm, hoặc quán phạm, thì cái lồ nhìn tâm phải phục bản thân đạo nó ở đến liên tục số tư sản trên đời. Thì trong đó nó chảy ngược trải nghiệm trên bàn này, đối với người như vậy, chảy ngược trải nghiệm trên bàn này là vô tả cảm quan. Là các cái hành vi của một thánh nó thuộc, nếu như là nói là giới luật thì các vị đó là giới luật một cách tròn đủ không sức khỏe hoàn toàn là trong sạch. Cho nên quý vị nếu như là một người ăn bát chánh đạo, người đó đâu còn là để cái giới luật nữa, không còn thể quan trọng, bởi vì bản thân người đó luôn luôn có trải nghiệm thể nghiệm trên mạng này rồi. Mà trải nghiệm thể nghiệm trên mạng này xuất phát từ cái chánh kiến này, tức là cái trí tuệ. Cho nên là quý vị thấy rằng là Đức Phật có nói đó là những điều nhỏ nhặt không quan trọng chỉ thuộc về cái luật mà kẻ phàm phu tán thán như là. Cái chủ đề thứ hai là sau khi mà Đức Phật tiếp theo Đức Phật nói rằng là có những pháp sâu kín tịch tình mịt, những pháp sâu kín khó thấy có chữ tinh tình vị diệu vượt ra khỏi mọi tư duy lý luận, chỉ có người trí mới có khả năng giải thích. Nhưng pháp ấy như lai đã được mình chứng đi và tiếp tục. Và gì là những pháp sâu kín khó thấy có chữ tinh tình vị diệu vượt qua mọi tư duy lý luận xuống, chỉ có người trí mới có khả năng giải thích. Nhưng pháp ấy như lai đã từ quyền chủ trí và thực hiện. Sau khi đặt câu hỏi đó, Đức Phật đã quay lại, ngài nêu rõ 62 cái đại diện của ngài đạo của các triết gia thời bấy giờ. Trong 62 đại diện đó thì bàn về bản đạo và thế giới. Quý vị thấy bàn về bản đạo và thế giới, tức là trên cơ sở cái hiểu biết chúng ta thì có chủ thể đối tượng, có một cái bản ngã biến và một cái thể khách quan được biết. Cái biến gì biến đó đang là có một cái con người chủ quan biết cái thể khách quan bên ngoài, cái biến chủ
và sau khi hai ta kể đó là bàn về cái chủ thể tức là bàn ngã và bàn về đối tượng tức là thể tượng. Sau khi hai ta kể đó là bàn về bản ngã và thể tượng thì Đức Phật nói rằng đây là sự không thể không biết do tha hại kích động của cả sa môn và la môn. Cụ thể là ngài nói rằng cái biển đó cái biển tham kiến là vô minh do tham hại kích động mà phát sinh ra sáu thứ hai cả và ngài nói rằng là Như Lai về trí như vậy những sự kiện ấy những chấp lực ấy sẽ đưa đến cả định mệnh như vậy sẽ đưa đến cả quả như vậy và ngài không chấp thuận sở gì đó nội tâm ngài được thiền định do nội tâm ngài được thiền định ngài tuệ trí ngài tuệ trí thọ tuệ trí sự sinh diệt của thọ tuệ trí vị ngọt của thọ tuệ trí sự nguy hiểm của thọ tuệ trí sự xuất hiện của thọ do ngài tuệ trí thọ tuệ trí sự sinh diệt của họ, tuệ trí vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất hiện của họ, ngài được giải thoát không chấp thủ. Đây là cái lời tuyên ngôn, là cái bản chất của cái sự giác ngộ của Đức Thế Tôn. Ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ thọ, chứ không phải là giác ngộ bản ngã và thể tướng. Đây mới chính là sâu thẳm tịch tình vị diệu vượt qua mọi thứ đi lý luận số chỉ có người trí mới có khả năng đạt được và pháp này Như Lai đã tự mình chỉ đi không có thầy chỉ dạy và ngài cũng thể chỉ đạo đó các quý vị thấy không trong cái bản kinh này nó chỉ quan quan sát cái thọ quan sát là sống quan cảnh vô thường quán cảnh ly căn quán cảnh đoàn diệt quán ánh sáng chỉ với căn thọ Đức Phật giảng đồ là giảng đồ về thọ cho nên là ngài đó là giảng về thọ tuyên truyền về thọ và bởi vì thấy như thế này cái điều này tại sao gọi là điều sâu kín khó thể mọi chúng tinh tình bị nhiều vượt qua mọi thứ quy định lần số chỉ có người trí mới có khả năng giải thích bởi vì thấy rằng là rất là nhiều người chúng gần như đã thành người chúng thậm chí trong các tác giả và thậm chí trong những cái bản kinh mà được kết tập sau này thì người ta là tham ái là tham ái đối với sắc thanh hương vị xúc phạm và tôi muốn là để chấm dứt tham ái đối với sắc thanh hương vị xúc phạm thì như cái biển này là cái biển gì biết tâm thể cải cả cho nên khi mà đặt nền tảng cho cái biển gì biết tâm thể cải cả thì cũng cho rằng là tham ái là tham ái đối với sắc thanh hương vị xúc phạm đối với cảnh nhưng mà Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Ngài nói là thọ do có xúc không có thọ do có thọ không có ái ái là ái cái thọ này chứ không phải là ái để về sắc hay thương thì chúng ta cho nên là những điều ngài nói ngài cười cái thọ ngài cười cái vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất lý của thọ sự xuất lý của thọ là gì là không có tham, có sân, có si đối với thọ. Ngài thực hành, ngài trình đạt và ngài cười những cái sự xuất đi. Thì ngài cũng chỉ dạy là sự đoàn tận tham, đoàn tận sân, đoàn tận si, nhưng mà là đoàn tận tham, đoàn tận sân, đoàn tận si đối với kẻ phàm phu thì cho rằng là đoàn tận tham, sân, si đối với sắc thanh hương vị xúc phạm. Còn sự thực hành ở đây là đoàn tận tham đoàn tận sân đoàn tận si là với các cảm thọ quý vị biết
cho đội ngũ sự thật này để mà không rơi vào bài này, để mà thực hành cho đúng và có kết quả. Cái sự thực hành của điện tử cũng là thực hành của cái thò thôi, chứ không phải là họ sát sanh hơn thì xuất phạt. Nhưng mà cái đó con người có thể hiểu cái thấy cái biệt của con người là không phải thấy biệt sát sanh hơn thì xuất phạt, mà cái thấy biệt đối với là sáu cái cảm giác. Bởi vì thấy là ví dụ như chẳng hạn như là có một cái anh chồng một giờ trước mắc tiếp xúc với ba vợ, vợ mình xinh đẹp thì khởi lên cái do cái sóng gió có phản xuất cái cảm giác cái này nhà cứ khởi lên thấy cảm giác cái này đó rồi là niềm tin đưa đến niềm tin ý thức à, đấy là một cái đối tượng đẹp dễ trị cho nên là thích. Nhưng mà một chiều sáu cả nhau cũng tôn về vợ, cái lúc đó nó mắt tiếp xúc với ba vợ đó nó vẫn khởi lên cái cảm giác cái ngày nhà nó vẫn còn khởi lên, nhưng bây giờ niềm gì bị nó khởi lên đó biết rằng là đấy là một đối tượng khó chịu cho nên là chán ghét. Thế quý vị thấy ngay là cái thân xác cái sắc sắc của ba vợ đó nó vẫn có đấy lắm ạ, đường sau họ vẫn là một à, tuy là nó có khác nhưng mà đủ định nó có sức nghiệp, nhưng mà là ông chồng đâu thấy được cái đó. Bây giờ chưa ông thấy là cái cảm giác cái này là dễ chịu cho nên thích được. Bây giờ sau cùng cái cảm giác giống như vậy thì ông là đấy là một cái cảm giác khó chịu cho nên là chán ghét. Thế thì cái điều thầy đó, cái người ta đưa ra cái thái độ là đối với cảm giác à, đối với cái cảm giác cái ngày đó chứ không phải là một cái thân xác một cái câu vợ đó. Ở đây cái thái độ của người ta yêu hay ghét, thích không thích hay là giận dữ là đối với cái cảm giác cái ngày chứ không phải là đối với cái thân xác của cái bà vợ. Cho nên vì mình thấy rằng là à, tất cả cái sự chứng tồn của Đức Phật là chứng tồn với thọ và ngài cũng dạy cái pháp đó, cho nên là trong cái bài kinh điển kinh Phật lần này này là sống hoàn thành vô thường, sống hoàn thành ly tham, sống hoàn thành đoạn diệt, sống hoàn thành xả ly là nơi cả thọ. Và như vậy thì mình thấy là sự thực hành của niệm xứ rất là thực hành đối với cảm thọ, đối với cảm giác. Cái mê lầm của người đời cho rằng là tâm thấy cảm, còn cái sự thực đó là tâm thấy cảm giác à, tâm cái biệt là tâm, và cái biệt biệt đó cảm giác đó cũng là tâm chứ không phải. Thì đó là cái chủ đề thứ nhất của cái bài tiểu kinh Phật. Còn cái chủ đề thứ hai là ngài một kiện liên lên cái cung trời đã đời, khi mà thiên chủ đề thích đang nghe nhạc hướng dẫn một kiện liên ở cái tháp Cẩm Long Đài, thì một kiện liên hỏi nhưng mà thiên chủ đề thích không còn đã đời, nhưng mà sau khi một cái liên vận thần thông lực là cái thiên chủ đề thích sợ hãi lâm tóc điện ngược, lúc đó mới trả lời cái ý nghĩa của cái hai cái đó, những cái chi tiết đó là cái gì. Bây giờ chúng ta thấy như thế này, nếu như thực sự là cái câu chuyện này sẽ trở thành cái nghề đen thì nó cũng chỉ là một câu chuyện giải trí, cũng chẳng là hấp dẫn bao nhiêu. Nếu như là chúng ta quan sát, nếu giả sử chuyện này chuyện thực kiểu các nghề đen thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái gì để phi lý. Phi lý ở đây là ngài một nghề liên
một cái vị án hàng là giải pháp không chỉ cắt không chỉ mang ra một bất kỳ những chuyện gì trên đời. Thế tại sao ngài để con thở đến là cái kiểu đã xem là thiên chủ để thích đó, có thực hành lời dạy của thầy không? Cái chi tiết đó thể hiện rất là rõ ràng là có một cái sự chỉ mặt cả vị vô tận và cả vị án hàng nhưng tôi đã giải thoát không chỉ mang có bất kỳ những chuyện gì trên đời. Cả hai có thể kể cả Đức Phật và ngài giáo pháp. Đức Phật gọi là ta là người chỉ đường, chỉ là người chỉ đường thôi. Ngài không chỉ mắt ra một của người ta có nghe hay không nghe, người ta có thực hành hay không thực hành. Ngài nói lên vậy, ai nghe ngài có thể nghe mình ra, ai phản đối ngài có thể nghe mình ra cũng ra, ai có thực hành thôi ngài có thể nghe mình ra cũng ra, ai không thực hành ngài có thể nghe mình ra cũng ra. Ngài nói ra như vậy, giảng ngài nói như vậy không ra được thực kết quả đó mới gọi là vô khả khai phá. Ngài là người liên đức cùng là một khả khả cùng là vô khả khai phá. Ngài còn ra được một cái việc là người ta cũng nghe đến Phật hay nghe đến Phật, người ta có thực hành điều Đức Phật dạy hay là có thực hành, ngài cũng chỉ mang ra được đó là thực sự một cái khai phá. Nhưng một cái ký tiền mà ngài nên kiểm tra xem là thế chủ cái thế có thực hành lời dạy của Đức Thầy Tôn không, để về báo cáo với Đức Thầy Tôn cái điều này là nó trái với cái tâm giải pháp này. Cái chi tiết thứ hai là ngài một cái liên quan vận thần thông lực làm bỏ trời đá lời rút nắp mạnh rút kiệt mạnh làm cho tất cả những thiên kể cả thiên của người thích sơ lại lâm tâm thần thông. Điều này bởi vì thấy rằng là một vị an hàn có thể làm thế, một vị an hàn còn có thể làm cái phụ sinh sơ lại lâm tâm thần thông. Cái chuyện này không thể nào xảy ra, sự việc đó không thể xảy ra xảy ra bất kỳ một cái bậc thánh nào đó. Đặc biệt là các bậc thánh A-la-hán thì không bao giờ còn là dùng phương tiện này phương tiện khác để mà đe dọa để mà làm nóng một sinh lâm tâm thì được. Quý vị thấy không, Đức Phật khi của ngài cứu độ đất là cơ bất tử đạo thần hỡi những ái bỏ tai nghe thì hãy nghe và từ bỏ tạm biệt. Ngài biết những cái vụ rất là bỏ tạm, nhưng ai muốn nghe thì hãy nghe và từ bỏ tạm biệt. Nhưng ngài cũng mời gọi, không thuyết phục, không chứng minh, không rủ rê người ta nghe cái giáo lý của ngài. Thực sự đó là giải pháp, không còn chỉ mang sang một người những điều gì nhảm nhí. Vậy thì ngài một người liên cùng cái giải pháp không cỡ gì một cái vị án hàn mà lại còn là dùng cái phương tiện để mà đe dọa người ta bắt người ta phải ngoài ra cái kiểu gì của mình. Cho nên là quý vị thấy rằng là cái tình hình đó chứng tỏ rằng không được hiểu cái bài kinh này theo nghĩa đen, không được hiểu cái câu chuyện đó xảy ra trong thực tế mà phải hiểu theo cái ngụ ý cái nghĩa đó, tức là ẩn dụ của câu chuyện này muốn nói cái gì và ẩn dụ câu chuyện này nó rất là rõ ràng. Quý vị thấy rằng là khi mà thiên chủ đại thích đang nghe ca nhạc đang được chủ dụng làm của các ba vần, lúc đó thiên chủ đế thích không còn nói ra cái lời dạy của Đức Thầy Tôn. Cái điều này nói lên cái sự sắc thực này, ngụ ý cái sự sắc của cuộc đời này. Nhưng ai mà đang đam mê dụng lạc, hưởng thụ dụng lạc, nhưng ai mà đang ngày đêm say sưa vào dụng lạc, đang hưởng thụ dụng lạc, thì những kẻ đó không bao giờ có thể làm được nghe hoặc là tìm đến cái giáo pháp và được thầy tôn nhận ra. Quý vị có thể cái sự thật này là rất một đơn
chức là đang nghỉ dùng làm không đúng. Thì những người đó, mấy khi những hàng người đó đến thua, mấy khi những hàng người đó tìm cái gì mà không có sự kiện đó xảy ra. Nhưng mà khi họ đau khổ, khi họ bị tai nạn, khi họ bị khủng hoảng tinh thần, khi họ thất bại, thì đến kiểu nào họ tìm hiểu cả. Ai nói tâm linh kia họ không tìm hiểu cả. Cái quý vị mới thấy sự thật. Chỉ khi nào có người mà lâu tập dừng được lên, mình đi khổ đau bay quay, khi đó mình chỉ tìm hiểu. Đấy là cái ý thứ nhất, quý vị thấy sự thật tốt đời. Cái hành vi toàn bộ những việc đó nếu lên cái ý nghĩa, đấy là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai, một người mà cho dù học giáo pháp của Đức Thầy tốt với cái ý nghĩa chính xác nhất, được các thầy giảng dạy, được những vị giám mục giảng dạy đúng với lời dạy của Đức Thầy tốt, nhưng mà nếu như là người này đam mê dục lạc, thích dục lạc, nghĩ đến dục lạc, thì ra ngoài chùa tất cả những cái pháp học đó là đều bị mất. Người đó là nhặt vào một nơi say say trong một nơi say trong dục lạc, say trên dục lạc, chạy theo dục lạc, không bao giờ có thể là tư duy về điều đó. Chỉ khi nào là một người sợ hãi không đọc được người thì mình bắt đầu để tìm đến đạo, tìm đến hội giáo lý của Đức Thầy tốt. Thế nhưng mà quý vị phải nghĩ như thế này, tìm đến rồi, nghe rồi, chưa chắc đã từ bỏ chúng ta. Bởi vì tâm khả khao được là khả khao được tìm, đó điều kiện thì không thể nào là để được. Quý vị đã nghe hôm qua giáo pháp Hoa Đức Thầy tốt về nhà là nhất thường đưa đến nhà cả đi thăm, mà trực tiếp là nhà cả đi thăm chúng ta. Một người mà không nghe giáo pháp mà khi quay trở ra không nhà cả đi thăm thì người đó chưa hiểu gì về giáo pháp, chưa hiểu gì về vì vậy thấy như thế này. Cái người trí khi mà nghe về khổ đế và tập đế, nếu như là người có trí khi thấy cái sự sanh khổ như này, cái sự sanh về khổ, họ phải lúc tập nhận được, lúc đó mới là người trí, lúc đó mới đưa đến nhà thẳng đi thẳng, lúc đó mình muốn đến tư duy về giáo pháp và thực hành. Còn một người nghe giáo thì sao? Nghe đi, khi nghe thì cũng cảm thấy đúng, cảm thấy thích đúng. Nhưng mà bởi vì chẳng thấy rằng là đa phần mọi người nghe xong thì họ có cái phản biểu như thế này. Chính là tôi đây đã giảng dạy rất là nhiều. Rất là nhiều người nghe xong họ nói sư nói đúng, sư nói rất là chuẩn xác, cuộc đời thực là như vậy, thực là đáng kính ngạc. Nhưng mà tất cả mọi người đang như vậy, tôi cũng như vậy thôi. Vì vậy thấy rằng là đấy là một cái thái độ không phải là người chỉ, đấy là cái thái độ là đam mê trong cuộc đời, đang không có một từ bỏ cuộc đời, đang không có một hoạt động. Người đó chỉ quan nghỉ với dung lạc, mà đã quan nghỉ với dung lạc thì người đó đang quan nghỉ khổ. Người trí, người trí sau khi nghe cái sự thật về khổ, họ kinh ngạc, họ lâm vào dừng được, và chỉ như thế mình đưa đến nhà, nhà đi thang cuộc
nhà là nhà lý khác nhau. Bởi vì còn quá nhiều điều, còn quá nhiều kinh nghiệm với thành các bạn thì còn quá nhiều. Cho nên là quý vị thấy rằng là cái ý nghĩa của cái câu chuyện khi mà thiên chủ biết thì chưa nâng cấp được thì không nói ra lời dạy của Đức Thầy Tôn về ai là Phật. Nhưng mà khi mà thiên chủ biết thì đã nâng cấp được rồi thì lúc đó làm thầy mới mới nói ra cái lời dạy của Đức Thầy Tôn về ai là Phật. Nhưng mà quý vị phải hiểu như thế này, không phải là bất kỳ người nào có thể là họ sống trong đời với cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn, với bệnh tật, với cái đau khổ được xem là tận tại của xã hội, nhưng mà chưa chắc người đó đã lắm bắt tìm được, bởi vì có họ còn là mê đạo tu lạc, họ nghĩ rằng là nếu như mình có tiền có của có danh vọng thì mình hết khổ, mình sẽ tận hưởng những cái niềm vui hạnh phúc cả của họ. Vì những cái người đó không có trí, không được nghe giáo pháp, không biết sự thật, cho nên tuy rằng họ khổ, họ nghèo khổ, họ cái cực, họ lao tâm khổ, nhưng mà họ vẫn là ảo tưởng về một cái thế giới đầy những hạnh phúc dục lạc. Khi mà họ giàu có, khi mà họ trở nên nổi tiếng thì chỉ chính là cái tâm khả ái của các họ, cái tâm dục kỷ đó không cho họ là thấy được chúng ta. Cho nên quý vị phải tránh như thế này, không phải là người nghèo khổ, không phải là người hoàn cảnh khó khăn mà thấy được hạnh phúc, mà thấy được khổ nó đóng góp tiền được đâu, mà cũng không phải là những người giàu có, những người nổi tiếng, những người đó nhiều như thế nào họ cũng thấy được pháp, họ không đóng góp tiền được đâu. Cái đóng góp tiền được, cái sợ hãi khi mà thấy được pháp nó tùy thuộc con trí tuệ có phải biết đó, chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Bởi vì cái khổ nơi hoàn cảnh bên ngoài như là kẻ phạm thì nó hoàn toàn không phải là sự thật. Mà khổ nó là thuộc về tâm, nó là thuộc về cái lộ trình tâm hoàn ta đạt. Cho dù là giàu có đến bao nhiêu hay là nghèo có bao nhiêu thì lộ trình tâm đều giống nhau và đều có khổ cả. Có thể là người giàu có còn khổ nhiều hơn là người nghèo khổ. Cái điều này là sự thật. Cho nên quý vị phải rằng là chỉ có người trí mới có thể thấy được cái sự thật của khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ. Và chỉ có người trí khi mà được nghe giảng, khi mà quan sát cái sự thật của khổ đang xảy ra trong cuộc đời này, họ lâu tập đi. Và bởi vì chúng thấy như thế này, thực tế một cái người nào nghe xong cái sự thật của khổ, chỉ nghe cái bài giảng đầu tiên mục đích của cuộc sống thôi, nếu như là những người đó họ sẽ lâu tập đi. Nhưng mà cái điều này thì ít lắm. Quý vị thấy rằng là rất là tiện với những cái nhân tài, rất là tiện với những cái thiên tài, rất là tiện với những cái nhà văn lớn, những nghệ sĩ lớn, những cái nhà văn học lớn. Họ đã tự sáng vì khi mà họ đã thấy một cái phần sự thật của cuộc đời là khổ và những mánh vật của khổ mà thôi. Đức Phật nói khổ rằng là thế gian là đồng nghĩa với khổ, nguồn gốc thế gian là đồng nghĩa với nguồn gốc của khổ.
nhưng họ có lựa chọn, họ có gặp được giáo pháp của Đức Phật, cho nên là họ không sợ. Chỉ nhất định người nghề học rất là nhiều, nhưng cái lượng người đó số mỗi người của bản đất đây chúng ta phát hiện bao nhiêu? Và người nghề thì thấy rằng là cái người nghe xong hổ thẹn và tập thể lông tóc họ dựng được, họ sợ hãi lông tóc họ dựng được, và họ sẽ chạm cảm đến thăng anh. Cái người chỉ như vậy rất hiểu rõ đến quan trọng nào. Đức Phật đã nghĩ rằng là ngài đã nhìn đất trên ngón tay, và ngài a di đà ngài so sánh rằng là đất đất đã quả đất này có nhiều điều vô số kể, nhưng mà trên quả đất này có cả đất đá và có cả vàng bạc, những cái lượng vàng bạc so với đất đá thì nó là ít đó, không đáng kể, không thể thể một phần rất là nhỏ, không thể so sánh. Cũng ý như vậy, người trí so với toàn thể nhân loại nó cũng ít ỏi, cho nên là quý vị là những người có duyên nghe giáo pháp, được thực hành các giáo pháp, quý vị phải nhớ lên cái kinh điển rằng là hãy quan sát sự thật của cuộc đời, sự thật của mình mà quý vị đã đạt được. Quý vị quan sát sự thật đó để khi mà nhìn thấy sự thật đó thì sợ hãi lâu tâm đến, và chỉ khi nào quý vị sợ hãi lâu tâm đến được, quý vị mới nhàn thản đi thăng, mới đạt đến giải thoát được. Chừng nào quý vị không nhàn thản đi thăng, không đi thăng cuộc đời này, quý vị còn thấy cuộc đời này là tốt đẹp, cuộc đời này là vô số niềm hạnh phúc đang chờ đợi quý vị, quý vị hy sinh một hy vọng một ngày mai nào đó cuộc sống sẽ mát, quý vị sẽ đến một cái nơi đầy sự và mật ong, quý vị sẽ đến được một cái nơi mà cái hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần có đầy đủ. Quý vị còn hy vọng như vậy, còn tin tưởng như vậy, còn thích thú với cuộc đời như vậy, cái sự kiện đó, sự kiện quý vị sẽ chấm dứt cuộc đó là điều không bao giờ xảy ra. Chừng nào mà quý vị còn ưa thích cuộc đời, tham thích cuộc đời, còn thích thú ăn uống ngủ nghỉ, còn thích thú tiền bạc, còn thích thú chuyện trò, còn thích thú tình cảm, tất cả những thứ đó là vì nguyên nhân thứ nhất. Chỉ khi nào quý vị nhà đi thăm, nếu như là quý vị thực sự thực hành pháp, nếu như cả một tuần quý vị án của là cái hành điền hoặc là tâm hay là phản vô thường hay là phản vô trụ, quý vị sẽ thấy rằng là tâm nó lặng lại, nó không muốn gì ở trên đời, nó không không muốn nói chuyện với ai. Quý vị sẽ thấy rằng là không có, không có tương lai ở đó, không có quá khứ ở đó, và lúc đó thực sự là cái trạng thái đó mới là nhàn thản đi thăng. Thì như vậy bài kinh tiểu kinh đoạn lần này đến đây là kết thúc.